Cuộc sống giàu sang kính tiếng của ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều có cuộc sống giàu sang bên những người chồng thành đạt. Tuy vậy, cả ba đều kính tiếng về đời sống của mình. Bộ ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương được biết đến là những cô gái không những tài năng mà còn rất giàu có, quyền lực trong showbiz Việt. Cả ba người được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật được thừa hưởng dòng máu yêu ca hát từ cha mẹ, song mỗi người lại chọn cho mình những lối đi riêng. Hiện tại, cả ba đều có cuộc sống giàu sang hạnh phúc bên những người chồng thành đạt. Bộ ba, chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương. Cẩm Ly, Cẩm Ly là người có thời gian hoạt động ca hát lâu nhất trong ba chị em. Sau gần 20 năm đi hát, Cẩm Ly luôn nằm trong top những nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại thị trường. Ngay cả khi hát nhạc trẻ, thị trường với đan trường hay chuyển sang hẳn là nữ hoàng nhạc dân ca cô đều được yêu thích trong cẩm ly là nhạc sĩ minh vi chủ của một trong những hãng đĩa đầu tiên và danh tiếng nhất ở sài gòn hiện tại gia đình cẩm ly đang sống trong một căn hộ hơn một triệu đô tại quận bảy thành phố hồ chí minh khẳng định vị trí vững chắc ở dòng nhạc dân ca cẩm ly là ca sĩ có giá cát xe cao ngất ngưỡng ở showbiz hiện nay Thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi The Voice, Kiss, người hùng tí hon. Những công việc này mang lại cho cô nguồn thu nhập không hề nhỏ. Cẩm Ly sống cùng chồng con tại một biệt thự có giá trị hàng triệu đô. Minh Tuyết, trong khi Cẩm Ly theo con đường một nhạc sĩ pop thời kỳ đầu và khéo léo nhanh gọn chuyển sang dòng nhạc quê hương, và có danh tiếng tại Việt Nam thì Minh Tuyết cũng đứng trên sân khấu hải ngoại đến mười mấy năm và nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Kết hợp với bằng kiều, Minh Tuyết bằng kiều là đôi song ca ăn ý, có cách xê thuộc hàng top ở hải ngoại. Đầu năm 2013, nữ ca sĩ này lên xe hoa, chồng cô là Diệp Nghi Khai, một người Việt thành đạt ở Mỹ đám cưới của cô được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất thành phố hồ chí minh với rất nhiều khách mời là người nổi tiếng của làng giải trí sau khi kết hôn minh tuyết vẫn tiếp tục tham gia ca hát song cô khá kính tiếng về đời tư tuy nhiên ít người biết chồng của minh tuyết là một đại gia thành đạt tại bang california anh bằng tuổi minh tuyết nhưng đã sở hữu khối tài sản triệu đô cùng việc nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn Diệp Nghi Khai t, còn được rất nhiều đại gia kính để vì sự hiểu biết, tài giỏi Chồng của Minh Tuyết là đại gia thành đạt ở Mỹ Hà Phương Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình khá đình đám ở sân khấu hải ngoại Cô là em gái của Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ hải ngoại gợi cảm Minh Tuyết Hiện tại cô đang định cư ở Mỹ và có chồng là tỷ phú chính chu Ông Chính Chu hiện tại là giám đốc quản trị tài sản của tập đoàn Blackstar với những khoản đầu tư từ 250 triệu đến 1,5 tỷ USD và được xếp vào 40 doanh nhân gốc Việt trẻ thành đạt nhất trên đất Mỹ năm 2012. Hiện tại, vợ chồng Hà Phương sống trong căn penthouse rất sang trọng, tọa lạc tại tầng 89, tọa lạc tại tầng 89-90 của tòa tháp Trump World Tower Biệt thự hoành tráng của vợ chồng Hà Phương được thiết kế. Biệt thự hoành tráng của vợ chồng Hà Phương được thiết kế vô cùng hoành tráng xa hoa, khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Có chồng giàu có thành đạt, Hà Phương không tham gia nghệ thuật quá nhiều, cô chỉ lựa chọn những chương trình uy tín khi rảnh rỗi. Cô thường rủ những bạn thân như Lương Thế Thành, Bá Thắng, Hòa Hiệp, nghệ sĩ Thúy Uyển đi du lịch nữ ca sĩ sử dụng máy bay riêng của gia đình để đưa mọi người từ california đến thành phố xa hoa của nước mỹ bên cạnh đó em gái cẩm ly cũng không phải là người thích khoe khoang của cải cô từng chia sẻ khoe thì sẽ bị mọi người mắng không khoe thì lại đem đến sự tò mò có máy bay cũng khổ thiệt hà phương và chồng dinh cờ xa hoa của hà phương những khi rảnh rỗi hà phương thường mời các bạn thân Đi chơi bằng máy bay riêng. Diễn viên Việt Trinh sao có cỡ nào? Là một trong những minh tinh màn bạc thập niên 1990, từng nhận các xe mấy chục cây vàng. Bước qua thời vàng son, Việt Trinh vẫn khiến nhiều người nhớ đến và ngưỡng mộ khi có khói thai sản kết xu. Nữ diễn viên Ngọc Trong Đá từng bật mí về kỷ niệm thời vàng son khi các xe vai diễn mấy chục cây vàng. Mỗi ngày có hơn 100 người đến gõ cửa xin chữ ký, đi đến đâu là đông nghịch khán giả vây kính đến đó. Thậm chí, nhiều fan còn sẵn sàng tháo nữ trang giá trị tặng chị ngay trên sân khấu. Có thể nói cùng với người tình mang ảnh, Lý Hùng, Việt Trình là ngôi sao của dòng phim Mì Ăn Liền, có cuộc sống xa hoa bậc nhất showbiz Việt lúc bấy giờ. Việt Trình ở tuổi 20 là một trong những người tự cao sân si, ngạo mạn, không xem ai ra gì. Chẳng thèm nghe lời khuyên của bất kỳ ai và chuyện tình cảm cũng không thể kiểm soát. Việt Trinh chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Dù bản thân chưa có kinh nghiệm về diễn xuất và vẻ ngoài còn chút quê mùa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tích lũy kinh nghiệm, chị đã nhanh chóng phục sáng để trở thành diễn viên nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim bỏ lại sau lưng những thị phi và sóng gió cuộc đời nữ hoàng phòng vé ngày nào giờ chọn cuộc sống an nhiên lặng lẽ bên con trai việt trinh tự nhận mình không còn là ngôi sao hot để đòi các xê khủng nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn là gương mặt được quan tâm chú ý để lựa chọn vào vị trí giám khảo trong các game show truyền hình Người đẹp một thời cũng kiếm được nguồn thu khá ổn định Từ việc đạo diễn phim Các phim cô trực tiếp đạo diễn như Trở về, vợ của chồng tôi Nữ minh tinh cũng hiếm khi khoe tài sản cá nhân Với truyền thông Dù cô sở hữu khối tài sản kết xù Ở tuổi 45 Người đẹp Tây Đô và con trai Sống tại biệt thự nhà vườn Ngập Cây Xanh Và hoa quả tại Bình Dương Cách xa chốn Sài Gòn phòng hoa đô thị cơ ngơi của Việt Trinh nổi bật nhất vì diện tích rộng và không gian được rao bọc tỉ mỉ. Căn nhà của Việt Trinh được xây theo phong cách hiện đại, toàn bộ đều có nước sơn màu trắng. Phía sau cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất, được cô chọn để đặt một bức tượng Phật Ba Quan Âm. Việt Trinh cho biết cô thỉnh bức tượng này từ chùa non nước về nhà riêng sau khi tham gia bộ phim Duyên Trần Thoát Tục Cô nói thói quen trước và sau khi làm về đều tới lễ tại Phật tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn. Trong nhà Việt Trinh, một góc ngay giữa phòng khách là vị trí ưu tiên đặt bàn thờ Phật với rất nhiều tượng quý giá. Thậm chí có bức tượng được Việt Trinh thỉnh về từ Myanmar, Ấn Độ hoặc Thái Lan. Phòng bếp và phòng cách được thiết kế tách biệt làm hai gian nhà, nối giữa là lối đi rượu thiên rất thông thoáng phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu sắt kiên cố để chiều tối hoặc sáng sớm hai mẹ con người đẹp có thể vui đùa khuôn viên biệt thự việt trình khá rộng xung quanh được bao bọc bởi cây xanh trồng loại nhiều rau và ăn trái lối đi mộc mạc gần gũi với thiên nhiên dẫn ra một góc khác của khu vườn lớn ngoài những lúc bận rộn trên trường quay cô lại dành thời gian chăm lo cho nhà cửa vườn tược và hạnh phúc khoe hình ảnh vườn thu hoạch của nhà mình làm ra trên trang cá nhân và là chủ sở hữu của hãng phim Sena. việc Trinh thường xuyên đi lại bằng xe xế hộp sang. việc Trinh thường xuyên đi lại bằng xế, xế hộp sang. sang dòng Mercedes. Cô có lái xe đưa đón khi cần chuyển. Cô có lái xe đưa đón khi cần di chuyển. Đạo diễn Lê Hoàng từng tiết lộ Người đẹp Tây Đô là diễn viên đầu tiên đi xe hơi những năm 1980. Tuy nhiên, việc Trinh sống khá tiết kiệm nên dù giàu có vẫn không thích đổi xế hợp như nhiều người.